tác giả Doraemon qua đời. Ông Motoo Abiko, người đồng sáng tác truyện tranh Doraemon, qua đời tại nhà riêng gần Tokyo hôm mùng 7 tháng 4, thọ 88 tuổi. Theo AFP, thi thể họa sĩ được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà của ông ở Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân ông qua đời. Ông là con cả một nhà tu hành tại ngôi đền ở tỉnh Tozama. Năm ông học lớp 5, gia đình ông rời khỏi đó sau khi cha ông qua đời. Cái chết của cha thay đổi cuộc đời tôi, nếu ông không mất, tôi nghĩ mình sẽ đi tu, ông nói với tờ Asahi Shimbun năm 2020. Sinh thời, ông và họa sĩ Hiroshi Fujimoto cùng sử dụng bút danh Fuji Fujio, thực hiện chung tác phẩm nổi tiếng nhất là Doraemon năm 1969. 3 năm đầu, bộ manga ít được trẻ em chú ý, chỉ nổi tiếng khi được dựng thành phim hoạt hình. Nhân vật chú mèo máy thông minh được trẻ em Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới yêu thích. Motoo Abiko và Hiroshi Fujimoto cùng làm bộ truyện đến năm 1987 thì dừng hợp tác, do manga của Abiko chủ yếu dành cho lứa tuổi thanh niên, còn Fujimoto lại muốn hướng tới đối tượng là trẻ em. Ngoài Doraemon, hai ông có chung bộ Susume Robot, Tebu Zotekchan. Sau khi ngừng hợp tác, ông Motoo Abiko sử dụng bút danh Fujia, Fujio, còn ông Hiroshi Fujimoto dùng bút danh Fujia, Fujio. Ông Hiroshi Fujimoto đã mất năm 1996 vì bệnh ung thư. Mộ ông là điểm viếng thăm nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông sinh năm 1934 ở tỉnh Tozama, có sở thích vẽ manga từ tiểu học, bắt đầu vẽ manga cùng người bạn Hiroshi Fujimoto khi học cấp 2. Năm 1953, họ xuất bản tác phẩm đầu tay, The Last World War. Những năm đầu ở Tokyo theo đuổi đam mê, họ gặp nhiều khó khăn do chưa có tên tuổi, từng thất nghiệp một năm. Năm 1963, ông cùng Hiroshi Fujimoto và một số người bạn thành lập studio mang tên Zero, sản xuất nhiều phim hoạt hình, điển hình là bộ Atom Boy. Ông được nhiều độc giả yêu thích nhờ phong cách sáng tác dí dỏm. Ngoài các bộ truyện trẻ em, ông còn sáng tác một số manga ngắn phong cách kinh dị, phản ánh nhiều vấn đề hiện thực xã hội. Một số bộ manga nổi tiếng Motoo Abiko sáng tác riêng là Ninja Hattori-kun, phát hành từ năm 1964 đến năm 1988, có phiên bản hoạt hình và trò chơi điện tử. Zero Saleman từng bán được 3,5 triệu bản ở Nhật trong tháng 6 năm 1999. Năm 2008, ông được chính phủ Nhật trao huân chương mặt trời mọc nhờ những đóng góp cho nền văn hóa.